Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kỹ năng sống. Thưa quý vị, đối tượng bị Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1984, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đã dùng mìn ném vào nhà về chị Lê Thị Nhuận, sinh năm 1980, khiến cho chị Nhuận phải cắt bỏ bàn chân trái do bị thương rất nặng. Chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ mà Cường đã lên kế hoạch sát hại người tình. Hy vọng thông qua tình huống này thì quý vị sẽ có những cách hành xử và kỹ năng cần thiết để không gặp phải tình huống tương tự. Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1984, ở xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đã ly hôn, không có công ăn việc làm ổn định, là đối tượng nghiện ngập và thuộc diện theo dõi, quản lý. Sau khi ly hôn, hắn quen và có tình cảm với chị H ở huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Nhưng chỉ được một thời gian quen biết, cảm thấy không hợp nên chị H đã quyết định chia tay với Nguyễn Văn Cường. Thời gian gần đây, Cường thường xuyên nhắn tin gọi điện đòi quay lại với chị H, nhưng chị H kiên quyết từ chối. Do biết nhà chị H, đối tượng đã đến tận nhà riêng của chị H để thuyết phục người tình cũ nối lại tình cảm. Sau nhiều lần níu kéo bất thành, Cường nghĩ cách đe dọa chị H quay lại với mình. Bằng mối quan hệ xã hội, hắn mua được thuốc nổ và tự chế mìn nổ. Ngày 6 tháng 1 năm 2019, Cường tiếp tục đến nhà chị H để níu kéo tình cảm. Chị H vẫn kiên quyết không quay lại với Cường. Không, đi về, đi về. Giờ em có quay lại với anh không? Đây này, tôi cũng kết luôn. Tôi thách anh đấy, anh đưa đi. Đừng muốn thách anh. Đi về. Tức tối vì níu kéo tình cảm không thành, ngay sau đó Cường quay lại, châm ngòi nổ và ném vào nhà chị H. Vụ việc đã khiến đôi chân của chị H bị thương nặng. Sau 3 ngày gây ra vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ được Nguyễn Văn Cường khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực đồi chè cọ thuộc địa bàn xã Côn Minh, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Lý do mà chị này muốn chấm dứt quan hệ với đối tượng Cường thì nó có hai lý do. Lý do thứ nhất là trong thời gian quen biết và ở cùng với đối tượng thì chị này phát hiện ra đối tượng có sử dụng ma túy đá. Lý do thứ hai nữa là ngoài cái mối quan hệ với Cường, vì Cường ở xa cũng ít thời gian để đến bên chị này, nên là chị này cũng có một cái quan hệ ngoài luồng khác nữa, muốn chấm dứt để mà có cái quan hệ mới. Về cái thủ đoạn gây án thì là đối tượng này là cái đối tượng lợi dụng mối quan hệ là quen biết trước một số người ở bên Trung Quốc, rồi đối tượng sang Trung Quốc mua thuốc nổ, mua kíp và một đoạn dây cháy chậm, sau đó là chế tạo thành mìn tự tạo, sau đó là bắt xe khách từ Hà Nội lên nhà nạn nhân ở xã Côn Minh, huyện Na Dì, và đã sử dụng cái việc đấy để mà gây án. Động cơ mục đích của đối tượng trong vụ này là đối tượng chỉ muốn dọa, không muốn giết nạn nhân, bởi lẽ là trước đó là từ ngày 3 tháng 1 năm 2019 thì đối tượng đã mang mìn đến đặt ở bàn dọa nạn nhân rồi, và yêu cầu nạn nhân là quay lại, không được chấm dứt mối quan hệ với đối tượng, nhưng mà nạn nhân không đồng ý. Tiếp đó thì đến ngày sáng mùng 6, đối tượng lại tiếp tục đến, lại yêu cầu là
nạn nhân không được chấm dứt mối quan hệ. Sau khi không được nạn nhân đồng ý mà khi nạn nhân lên tầng 2 thì đối tượng đi theo, hai mẹ con lên tầng 2 đối tượng đi theo và ném mìn về phía nạn nhân gây lục, dẫn đến nạn nhân bị thương và đối tượng bị thương. Khi bị người khác thường xuyên làm phiền, đe dọa đến tính mạng, cần báo ngay đến cơ quan công an. Khi bản thân đang bị người khác làm phiền đe dọa, nên cảnh giác. Khi ở nhà nên khóa cửa để làm giảm ý đồ xấu của đối tượng. Khi đối tượng biết nơi ở của mình thì nên chuyển nhà hoặc tránh đi một thời gian để làm nhụt ý định của đối tượng. Chị ơi, cho em hỏi viện nhà bên này đi đâu ấy chị? Ông viện đấy á, cô chuyển đi từ lâu rồi. Đấy ạ. Cô chuyển đi rồi, bây giờ là đấy là nhà khác ở thôi. Cần chia sẻ sự việc mình đang gặp phải với người thân để họ đưa ra những lời khuyên tốt nhất. Từ năm 2015, Dương Công Bỗ có quan hệ tình cảm chung sống như vợ chồng với chị Thạch Thị Mờ, trong khi Bỗ đã có vợ. Bỗ cũng là người từng có tiền án về tội trộm cướp tài sản. Đầu tháng 2 năm 2018, cho rằng vợ hờ có tình cảm với một người thanh niên khác ở quê, nên Bỗ đã ghen tuông, có lần đánh chị Mờ. Chị Mờ tức giận, xách đồ về quê. Bỗ sau đó liên lạc về quê xin gặp chị Mờ để nói chuyện, rồi nài nỉ xin nối lại tình cảm. Chị Mờ vừa ưng thuận lên thành phố Hồ Chí Minh cùng Bỗ và nói về lấy đồ rồi đi. Nhưng Bỗ chờ mãi không thấy chị Mờ quay lại. Bố bực tức tìm mua một con dao rồi quay lại chỗ hẹn thì gặp em trai chị Mờ và một người thanh niên khác. Được biết người đi cùng em trai Mờ là bạn trai mới của chị Mờ. Lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả, bố rút dao đâm trúng em trai Mờ. Người thanh niên này tử vong sau đó. Người bạn trai lại đọc được cái tin nhắn từ điện thoại của người bạn gái mình, và cái tin nhắn đấy là một cái tin nhắn mà nó cũng rất là nhạy cảm, và cái sự nhạy cảm đó nó đã làm cho cái tâm lý của một cái người bạn trai mà là cái người mà đang yêu như thế, hoàn toàn nó có một cái dấu hỏi, đặt một cái dấu nghi ngờ, và thậm chí là hoàn toàn có cái quyền được ghen tuông, bởi vì cảm nhận là cái tình cảm của mình nó đang bị chia sẻ, và cảm thấy rằng là khả năng như vậy là người phụ nữ hay là cái người bạn gái của mình đang lừa dối chính bản thân mình. Với một cái tâm lý nó ghen tuông được đẩy lên đấy, thêm vào đó là có thể là trong cái tâm lý của cái người bạn trai này nó cũng bản tính của cái sự nóng nảy trong cái trạng thái của một cái người đang ghen, rõ ràng là nó sẽ dẫn đến cái sự bị thiếu kiểm soát về mặt hành vi và thiếu bình tĩnh trong cái việc mà lựa chọn những cái cách xử sự. Với người đàn ông thì thường thường là cái sự nóng nảy khi mà nó bột phát thì nó sẽ biến thành những cái hành động. Trong trường hợp này lại đánh bạn gái thì nó cũng là một cái tâm lý hoàn toàn là dễ hiểu đối với cái tình cảnh vào cái thời điểm của anh ta. Trong anh ta lúc này nó xuất hiện rất nhiều những cái tâm trạng rối bời. Có thể nó cũng là một phần cảm thấy là mình ân hận, mình đã quá nóng vội và mình đã quá vũ phu khi mình là một người đàn ông mà mình lại hành xử với bạn gái của mình như vậy. Cũng có thể là trong tâm trạng của anh ta lúc này, khi mà cái người phụ nữ đã bỏ đi thì anh cảm thấy có một cái sự trống trải, một cái sự cô đơn, và rõ ràng cái tình cảm ngày nào
nó lại khơi dậy và làm cho anh ta cảm thấy rất là thương nhớ và rất muốn là cái hàn gắn lại cái mối quan hệ tình cảm của hai người. Nếu như cô tiếp tục quay trở lại thì với một cái người đàn ông mà cái bản tính nóng nảy và hung dữ như vậy thì rất có thể lại sẽ có những cái cuộc bị đánh đập nữa xảy ra, và tốt hơn hết là cô sẽ nên phải tránh xa. Ấy, tuy nhiên thì cái tâm lý muốn né tránh như vậy nhưng mà lại đưa ra một cái lời hứa, và cái lời hứa đó là thể hiện một cái sự không trung thực, một cái lời nói dối, thể hiện một cái cách giải quyết vấn đề của cô nó không triệt để, nó không rõ ràng. Và chính cái sự lừa dối của cô gái, cái sự không dứt khoát, một cái sự không rõ ràng của cô trong trường hợp này tác động đến người bạn trai cảm thấy là bị lừa dối và bị xúc phạm. Cái sự xuất hiện của cái người em trai của cô gái với cái thái độ rất là nghênh ngang và có những cái lời nói nó không thể hiện cái sự tôn trọng, thậm chí là lại còn công khai giới thiệu đây là bạn trai mới của chị mình, thì đây có thể nó sẽ là một cái minh chứng để cho anh ta thấy rằng là như vậy cái sự ghen tuông của anh ta là hoàn toàn có cơ sở. Và cái việc mà cái cô gái hứa hẹn để quay trở lại với anh ta hoàn toàn rõ ràng trong trường hợp này nó chỉ là một cái màn kịch để che giấu một cái sự thật là cô đã có người khác. Nó đã đẩy cái người đàn ông đó nung nấu một cái ý định là sẽ trả thù để cho hả cái cơn tức giận của mình, thì đã sẵn có cái công cụ phương tiện mang theo, đó là con dao, giúp cho đối tượng có thể nhanh chóng biến cái suy nghĩ tiêu cực của mình thành một cái hành động tiêu cực. Tìm hiểu kỹ trước khi nhận lời yêu, không quan hệ tình cảm với người đã có gia đình. Nói chuyện thẳng thắn, biết dừng đúng lúc khi không thể tiếp tục mối quan hệ. Không sử dụng bạo lực với phụ nữ. Người phụ nữ nên dùng tình cảm và sự chân thành để tránh cảm xúc tiêu cực từ người đàn ông. Người thân tìm cách xoa dịu, hòa giải mâu thuẫn giữa đôi bên. Những bất đồng tranh luận là một phần tất yếu trong tất cả các mối quan hệ, bởi một lý do rất đơn giản là trên đời này chẳng có ai hợp nhau hoàn toàn, cũng chẳng có ai giống ai tuyệt đối, nên chuyện bất đồng xảy ra là chuyện hết sức bình thường. Khi yêu có thể chỉ là giận dỗi, hờn ghét vu vơ, và nếu tiếp tục yêu hay chia tay cũng nên tôn trọng quyết định đó. Hy vọng qua tình huống lần này thì quý vị và các bạn có những kỹ năng cụ thể để giảm bớt mâu thuẫn và xoa dịu những bất đồng trong cơn bực tức. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.